Sáng ngày 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào một số dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo tỉnh đoàn dự hội nghị. Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Cụ thể là, nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nghị quyết hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, nghị quyết quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và số lượng người làm việc tại các hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết đặt tên, đổi tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết quy định một số chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Nghị quyết quy định xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2021 có hiệu lực. Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua thảo luận, các đại biểu đã làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, ý nghĩa, tầm quan trọng và quá trình xây dựng các dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết, báo cáo, trình tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn thống nhất ý kiến các đại biểu, cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết, báo cáo và thống nhất trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong kỳ họp cuối năm, thống nhất điều chỉnh làm rõ một số chi tiết nội dung cụ thể như điều chỉnh tên gọi nghị quyết do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo, làm rõ cơ sở đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan thật chặt chẽ để phục vụ quá trình nghiên cứu, xem xét của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các nghị quyết.